Xin chào quý vị và các bạn, bão số 3 đã tan nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên hôm nay Bắc Bộ phổ biến nhiều mây và có mưa. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, phía Tây Bắc Bộ mưa ở mức rải rác. Trời mưa khiến nhiệt độ toàn miền đều giảm thêm từ 2 đến 3 độ, cao nhất ngày chỉ từ 30 đến 33 độ. Trời mưa mát sẽ duy trì đến ngày 6 tháng 9. Cũng chịu tác động xa của hoàn lưu bão nên trong chiều tối nay, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa diện rộng, cục bộ có mưa to với lượng mưa phân bổ như sau. Từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận là từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, riêng vùng ven biển miền Tây Nam Bộ cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Trở lại những thông tin thời tiết tại các thành phố lớn. Ở thủ đô Hà Nội sáng nay trời còn chút mưa nhỏ, từ trưa chiều tạnh ráo hơn. Tiết trời vẫn mát mẻ với mức nhiệt cao nhất hôm nay chỉ khoảng 30 đến 31 độ. Tối và đêm nhiệt độ hạ về là 25 đến 26 độ. Dự báo trong ngày mai 5 tháng 9, ngày đi làm trở lại ở thủ đô Hà Nội buổi sáng còn chút mưa diện hẹp, trưa chiều hứng nắng, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên, biên độ nhiệt trong khoảng 26 đến 32 độ. Sau những ngày nắng nóng kéo dài thì hôm nay người dân thành phố biển Đà Nẵng có ngày nghỉ lễ cuối cùng thật là dễ chịu. Sáng và trưa có nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ khoảng 33 đến 34 độ. Chiều và tối mưa dông xuất hiện nhiều hơn khiến trời mát mẻ với mức nhiệt thấp nhất là 27 độ. Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh có mây thay đổi, nhiệt độ cao nhất ngày là 30 đến 31 độ. Từ sau 14 giờ chiều mưa xảy ra nhiều hơn, từ sau 22 giờ thì tạnh ráo trở lại. Nhiệt độ về đêm mát mẻ với mức nhiệt là 25 đến 26 độ. Dự báo từ ngày 5 trở đi khi gió mùa Tây Nam suy giảm cường độ thì mưa ở các tỉnh phía Nam cũng giảm đi. Thời gian mưa ngắn lại chủ yếu tập trung về chiều và tối. Còn trong ngày trời có nắng nên nhiệt độ sẽ tăng dần. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định lập quy hoạch chi tiết 1/500 để xây dựng lại 23 chung cư cũ với khoảng 6.000 dân ở, khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Đây là khu chung cư cũ đầu tiên được lập quy hoạch chi tiết để xây dựng lại trong giai đoạn 2021-2025. Trước đó, việc cải tạo chung cư cũ chỉ thực hiện với từng tòa nhà, không làm đồng bộ vào cả khu chung cư. Theo quy định, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là khu tập thể Nghĩa Tân có diện tích khoảng 30 ha, thuộc địa giới hành chính phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tập thể Nghĩa Tân gồm 23 nhà chung cư cao từ 3 đến 5 tầng, diện tích trung bình căn hộ từ 18 đến 20 m2, xây dựng năm 1987. Khu tập thể đã nhiều lần được lên kế hoạch cải tạo nhưng chưa thực hiện được. Năm 2016, Hà Nội có chủ trương xã hội hóa cải tạo đồng bộ cả khu chung cư, không làm riêng lẻ từng tòa nhà. Theo danh mục thành phố đưa ra, hàng chục doanh nghiệp đã đăng ký tham gia lập quy hoạch chi tiết 1/500 để cải tạo khu chung cư cũ. Tuy nhiên đến nay chưa khu chung cư nào được cải tạo theo hình thức trên. Thống kê đến năm 2020 cho thấy Hà Nội có hơn 1.500 nhà chung cư cũ, gần 1.300 nhà thuộc 76 khu chung cư. Ngoài ra còn có 306 chung cư cũ độc lập được xây dựng từ những năm 1960 đến 1994 và thậm chí trước năm 1954.